chiều 29 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Thí sinh không bắt buộc phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ. Theo đó, từ năm 2025, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và lựa chọn hai môn trong số các môn còn lại ở lớp 12 là ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2025 đến 2030 sẽ giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với môn thi trắc nghiệm ở một số địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.